Rất nhiều anh chị hỏi khi xây nhà thì hết bao nhiêu gạch, bao nhiêu thép, bao nhiêu ngói. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhà đẹp Green chia sẻ các anh chị cái quá trình để chúng ta kiểm soát vật tư vật liệu. Và hôm nay thì kỹ sư Bình sẽ chia sẻ cho các anh chị về cái cách để chúng ta tìm được ra vật liệu để chúng ta kiểm soát. Đây là công trình nhà nào em nhỉ? Công trình nhà anh Dũng ạ. Anh Dũng ở Hải Phòng đó. Hải Phòng. Rồi lên hình khối rất là đẹp đấy. Đây là hệ công trình mái thái, mái thái hiện đại. Rồi bây giờ mà muốn tính cái nhà này hết bao nhiêu viên gạch thì em show cho các bạn xem này. Sau khi mà mình lên được công năng và lên được 3D và mẫu của khách hàng thích thì lúc đó là sẽ phần còn lại sẽ là của anh em kiến trúc sư, kỹ sư để thống kê và các nguyên vật liệu của công trình. Thì trong đó nó có tường xây thì sau đây em sẽ show cho mọi người cái cách tính của cái tường xây. Ok. Nhà mình là xây với gạch hai lỗ nên là mình sẽ từ đó mình sẽ tính ra mét vuông và dựa vào cái định mức xây dựng, định mức tiêu chuẩn của họ để mình tính ra cái lượng mét số viên gạch trên một mét vuông. Thì sau đây đây là một cái phần mềm mà nó hỗ trợ trong quá trình mà thi công, hỗ trợ trong quá trình mà thiết kế và triển khai bản vẽ rất là tốt. Hiện tại bây giờ phần mềm này mạnh nhất mà công ty mình đang áp dụng cái công nghệ này. Đấy. Thì phần mềm này cho phép ta có thể là thống kê lượng mét vuông gạch xây trực tiếp vào máy tính, sẽ tính trực tiếp lên cho ta, và công nghiệp của chúng ta chỉ mét vuông đó mình tính ra dựa vào cái định mức, thêm cái định mức đấy để mình xác định được số lượng gạch xây. Thế giả dụ nhà này xây được em chị. Vâng, giả dụ nhà này thì em sẽ phân ra ba cái là gạch tường 110 là để ngăn phòng. Đây là sẽ là tường 220 để xây bo xung quanh phòng công trình, và loại tường thứ ba là tường thu hồi. Đấy, tường thu hồi nó cũng tương đương đường 220. Thì sau đó em sẽ, đây là một cái bảng mà em đã set up được hết tất cả các thuật toán là tính hết rồi. Và bây giờ mình chỉ nhập vào số liệu thôi. Đối với tường 110 thì định mức xây dựng của nó là sẽ 62 viên gạch hai lỗ, 62 viên trên mét vuông nữa. Vâng, đúng rồi. Và đây là gạch hai lỗ nha anh nhỉ. Để thì ví dụ lỗ. khi mà mình chưa có số liệu, mình nhập vào đây là hầu như là nó sẽ ra hết này. Đó, thì từ đó mình sẽ tính được. Máy tính khi mà set up xong là nó sẽ tính hết được cho mình. Tường 220 là 124 viên một mét vuông. Vâng. Rồi ra khối lượng đây là đơn vị này là vâng. Nghìn đúng không? Vâng. 10.000 đúng không? Vâng, tường 10 sẽ là 10.600 viên, tường 220 là 19.500. Tường thu hồi sẽ là 29.000. Tầng 25.000. Tổng sigma tổng là 5.6 gạch đó. Thì cái loại gạch này đến chân công trình như mình thường hay thi công ấy, vâng, là đơn giá là bao nhiêu em chia sẻ luôn cho quý khán giả? Tùy theo từng chỗ một mới cả từng vị trí để người ta trung bình em vâng, sẽ thương rơi tầm khoảng 1.1 1.001 đúng không? Viên vâng, đúng không? Vâng, đến chân công trình đúng không? Vâng, đúng rồi. Đây đấy là tùy theo mình cứ làm tròn đi thì sẽ là hết 1.000 một viên đi. Vâng. Thì là hết như công trình này hết là 56 triệu đúng không? Tiền vâng. Gạch. 56 triệu tiền gạch. Vâng. Ngoài đó đây là tường xây nhá. Thì sau khi mà mình xác định được tường xây đây, phần mềm này nó sẽ đó, khi mình ấn vào mắt là nó sẽ ra được cái phần mà nó tính ra cho mình. Đây mình chưa tính móng. Mình chưa tính móng thôi. Giả dụ bây giờ mình sẽ này đi. Phần mềm nó rất là hay cái là nó sẽ tách, móc tách được tất bóng cả tách ra luôn. Khối lượng tường xây của mình. Đây là tường xây rồi đâu, bỏ hết khối bê tông đi rồi đó. Vâng. Tường xây của mình loát phát ra luôn. Vâng. Và này nó đang hỗ trợ doanh nghiệp rất là tốt và mình cũng là một trong những đơn vị là sử dụng cái phần mềm này đầu tiên. Tiên phong đúng không? Đấy, hôm nay view cho anh chị em là cái phần mềm của nhà đẹp Green sử dụng. Không phải dùng AutoCAD đâu những cái chị nhá. Đấy, đây là phần mềm Revit. Đây em ví dụ như cái này em sẽ phân khu luôn. Đầu khu vực nào là của phòng nào, diện tích phòng nào. Đây đúng không? Đây vâng. Là tường chia phòng đấy là tường 10 đây đúng không? Vâng. Đó, thì khi mà như thế thì hầu như là các bác và khách hàng sẽ nắm bắt được đầy đủ các thông tin. Rất là trực quan, ví dụ như số lượng diện tích đây, phòng bảng thống kê bên cạnh đây đúng không? À. Diện tích các cái phòng luôn cho gia chủ.
Thì thế nó sẽ dễ hơn. Ok. Ngoài tường xây thì nó có cát, đá và xi măng. Thì ví dụ như mỗi xi măng đấy đó. Vâng. Đây là khối lượng là kg trên mét vuông. Vâng. Đây sẽ là với từng ấy, xi măng xây, xi măng xây là 5,44 kg trên 1 mét vuông. 5,44 kg trên mét vuông. Vâng. Thì đây sẽ là tổng là sẽ là 4 tấn 9, 4 tấn 9 đúng không? Cho từng xây, để từng xây đúng không? Vâng. Còn đâu đây là cát, cát xây, cát xây. Đó, từ cái này không mà mình tính ra được cái lượng xi với lượng cát. Ra được hết 18 khối đây đó. Vâng. Đây là 0,02 mét khối trên 1 mét vuông. Rồi. Đó, đây là 0,04. Đấy. Khối lượng cát xây nó sẽ thấy là chỗ này là 18 khối cát xây thôi. 18 khối cát xây thôi. Vâng. Đó. Thì cát chát nó lại khác. Cát chát. Vâng, xi măng chát lại khác. Đi xi măng chát đây đúng không? Vâng, xi măng chát đây là 12 kg trên 1 mét vuông. Thì chỗ này là mình có 12 tấn 9, 12 tấn 9. Đúng rồi. 13 tấn cát xi măng chát. Xi măng chát. Đó. Đấy. Tiếp. Đây sẽ là cát chát. Cát chát. Thì đây là sẽ là khối lượng mà tổng của mình là sẽ là 54 khối. 54 khối cát chát. Cát chát. Vâng. Thì nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều trong quá trình mình quản lý nguyên vật liệu. Ngoài cái đấy ra thì mình có thể là ví dụ quản lý mét vuông mái. Ừ, rồi bây giờ nhiều gia đình làm cái nhà máy thái nhiều này thì muốn hết bao nhiêu viên ngói để đi mua đúng không? Khi mình lợp thì cái phần này em sâu cho tất cả các quý anh chị về cái diện tích mái ngói. Mà thường thường đối với bởi vì là đây nó sẽ có độ dốc, thường thường là các bác thợ sẽ đo các cạnh này xong nhân với hệ số 1.5, nhưng mà đôi khi là có thể là không sai. Chính xác, sai số nhiều quá, mua về thừa nhiều quá, vì thế là phần mềm nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Rồi em sâu cho các anh chị về cái phần đấy, các anh chị về diện tích ngói chúng tôi có tính toán rất là chi tiết cho các anh chị để chúng ta biết được cái phần ngói trước khi chúng ta đi mua để tránh lãng phí khi dư thừa. Các anh chị lưu ý thì đội ngũ các kiến trúc sư, kỹ sư nhà đẹp Green thì chúng tôi cũng áp dụng công nghệ mới nhất để đưa vào hồ sơ bản vẽ để làm cho quý khách hàng hiểu bản vẽ nhiều hơn trong quá trình thi công xây dựng. Đây là diện tích mái. Rồi, diện tích mái đây nó. Diện tích đập ngói là 270 m². 270 m² ngoài ngói đúng không? À, diện tích diềm mái. Diềm mái là 100 m². Và đây em sẽ xem. Đầu em phân tích cho các bác đâu là diềm mái, đâu là mái ngói để cho anh chị em mình dùng đấy. Đó, thì khi mà mình phần mềm nó cũng rất là cái hay là khi mà ví dụ mình ấn vào đây, mình ấn vào cái khu vực này là nó sẽ bôi ấy luôn. À, đó. Đây là cái phần diềm mái các anh chị nhé. Vâng. Đấy, cái diềm mái này vừa đo là 100 m² đó. Vâng, 100 m² diềm mái. Đấy, thì cái này nếu mà như hệ số nhân công mà nhân với 1,3 hoặc 1,5 triệu một mét đúng không? Nhân với ví dụ 1 triệu một mét thì máy bằng thì máy vát này sẽ nhân với 1,5 là 1 triệu rưỡi đúng không? Vâng. Đấy, vì tại sao là chúng ta nâng lên, vì các anh chị nhìn đấy, ngay cái máy vát này khi ghép cốt pha chúng ta phải cắt ra rất là nhiều, và khi chúng ta chống nó cũng khó khăn hơn là cái dùng cái mặt phẳng bằng, cho nên cái phần này phần nhân công sẽ tăng lên. Rồi tiếp tục. Đấy, đó là lý do tại sao mà máy thái sẽ kinh phí nó sẽ tắt hơn so với máy bằng với máy nhật. À, ngoài diện tích mái thì ta có thể có diện tích lập ngói là 270. 270. Ngói úp tổng nóc. Ngói úp nóc là 27 mét. 27 mét. Đó, thì cái này là mình tính theo cái tùy theo mức độ ngói như là 4 viên cho 1 mét dài. 4 viên ngói nóc theo một đường 1 mét dài đúng không? 1 mét dài. Đây mình tính là 27. Đúng rồi, 27 mét thì mình cứ nhân với 4 nhân 4. Vâng. Nhân 4. Nó dư tầm hơn 100. Hơn 100. Hơn 100 viên. Đó, thì mình cứ án, thì khi mình nắm bắt được đây thì mình chỉ cần cái tổng diện tích, em quay lại cái diện tích 370 mét vuông này, mà bây giờ chúng ta dùng cái loại ngói bao ngói to hay ngói nhỏ, bao nhiêu loại một ngói chúng ta có thể nhân theo diện tích này thì ra được số lượng ngói để các anh chị. Như rất là dễ. Trình này là gia chủ đang dùng em đang dùng ngói gì đây đúng không? Đấy. Loại này là 10 viên trên 1 mét vuông này. Đấy, chúng ta có 370 mét vuông mà chúng ta nhân với 10 270
Đấy thì các anh chị, nếu mà anh chị có được cái kiểm soát vật liệu như vậy thì các anh chị phải đặt một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp. Thế trong đó có đơn vị công ty thiết kế Nhật Đẹp Green. Em quay lại cái mô hình 3D đã gen rồi để cho cô bác anh chị nhìn đây. Sau khi gen đẹp và sau khi ngôi nhà hoàn thiện xong thì nó sẽ như thế này. Thì vừa rồi chúng tôi chia sẻ cái diện tích mái ngói của cái công trình này là 370 này, gạch các thứ chúng tôi tính cát đá xi đều tính toán hết cho các anh chị. Nhưng mà làm sao để chúng ta kiểm soát được cái vật liệu này thì chúng ta phải đặt một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp. Thì đây công ty thiết kế Nhà Đẹp của Liên chúng tôi cũng là một trong những đơn vị tư vấn thiết kế và làm rất nhiều cái công trình chia sẻ trực tiếp cho các anh chị. Đây phần thống kê thép cũng tương tự đây. Đây ví dụ như công trình này là móng băng đây. Em zoom với phần thép. Đây là móng băng. Mình ở đây mình có thể cánh móng là 1 mét. Cánh móng 1 mét đúng không? Mọi kỹ sư, kiến trúc sư sẽ hỗ trợ trong quá trình mà đọc hiểu bản vẽ để gia chủ trực tiếp giám sát luôn công trình. Không phải lo sợ bị sai số. Đấy. Ví dụ như đối với bản tổng hợp cốt thép, đây là thống kê. Chiều dài ra đúng không? Thống kê thép móng. Thống kê thép móng đây. Đó, đây là chi tiết cắt thép. Khi mà ngôi này thì các bác thợ cứ thế mà cắt. Đây, một thanh thép 5m67. 5m67 đúng không? Bẻ mỏ 220. Đấy, chiều bẻ mỏ chúng tôi tính toán hết. Đây là cái thép máy. Nó cứ đánh số thì sau khi hết này ta có bảng thống kê. Ok. Từng bảng thống kê một thì nó sẽ rõ ràng. Nhất trí. Thì như này thì các bác thợ không phải áng chừng, nó không có khái niệm là thủ bụt thép trong quá trình thi công. Thì khi mà cắt thép thì các bác cứ theo bảng thống kê mà cắt thôi. Đấy, còn đâu đặt gia chủ thì quan tâm cái này thôi. Gia chủ thì quan tâm là bây giờ đến phần móng của tôi thì tôi phải đặt bao nhiêu thép, ứng bao nhiêu tiền mà tính ra như thế nào thì tùy theo thị trường. Ví dụ như đây, thép phi 6 nó sẽ là tổng là 251, trọng lượng là 55. Đó, đây phi 6, phi 8 là số lượng chiều dài, phi 8 là nó vẫn là tính theo cuộn ấy. Thì tổng là 506 cân, bắt đầu phi 10 bắt đầu tính theo cây, 18,5 cây. Đây, tổng. Cái này sau này em cộng hết vào em làm tròn với 18,5. À, cái này là mình đang nhập trên phần mềm nó tự động nó chạy ra đúng không? Đấy, mình sẽ phải lấy số tròn mới có lấy được, em có lấy chính xác như thế nào. Đó, tổng ấy, thì khi mình nắm bắt thì dễ hơn. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video nhé. Anh chị cần tư vấn hỗ trợ về trong quá trình thi công xây dựng một căn nhà mơ ước và kiểm soát được vật tư vật liệu thì hãy liên hệ ngay với Nhà Đẹp Green để tôi sẵn sàng hỗ trợ. Đây là kiến trúc sư Bình vừa hỗ trợ chúng ta. Bình có thể chào các anh chị. Đấy, anh chị nhé. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi video nhé. Rồi hẹn gặp lại anh chị. Anh chị cần tư vấn thiết kế thi công xây dựng nhà, cần giúp đỡ hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline 0386 325 566. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ các anh chị. Rồi hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo. Bây giờ thì chúng tôi sẽ ra cái công trình thực tế, cách văn phòng chúng tôi khoảng tầm 3 cây thôi. Tôi đi khoảng tầm 10 phút nữa sẽ đến công trình thực tế để các anh chị có thể xem quá trình làm thực tế như thế nào và cách tính thép ra làm sao. Rồi hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo sau 15 phút nữa nhé. Rồi cảm ơn anh chị.